Bạn muốn hẹn hò với ngôn ngữ lập trình Pascal? Vậy thì hãy thực hiện ngay hôm nay đi nhé, bởi vì ngôn ngữ lập trình Pascal là một người bạn cực kỳ dễ thương, cực kỳ đáng yêu. Khi tham gia một sự kiện về lập trình, Mark Zuckerberg, ông chủ của Facebook, đã có một câu nói nổi tiếng: trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, việc dạy lập trình máy tính quan trọng và cần thiết giống như việc dạy đọc và dạy viết cho một con người, cho một công dân toàn cầu. Tại sao chúng ta không thực hiện điều đó sớm hơn? Why we didn't do it sooner? Chào mừng các bạn đến với loạt video luyện tập ngôn ngữ lập trình Pascal giúp bạn trở thành giỏi tuyển chuyên của Master Lan Dương Channel. Các bạn có thể liên hệ tư vấn, học hỏi và luyện tập với số điện thoại và email ở trên màn hình. Master Lăng Dương Channel. Chủ đề của video số 1 lần này gồm cài đặt Free Pascal, cấu trúc chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal và nhập xuất dữ liệu. Đầu tiên các bạn đến phần cài đặt Free Pascal. Để cài đặt Free Pascal, các bạn truy cập vào Internet và vào website freepascal.org. Ở trên màn hình, Master Lan Dương sử dụng Google Chrome để vào Internet. Các bạn gõ từ khóa Free Pascal. Sau đó các bạn vào website freepascal.org. Ở màn hình hiện ra, các bạn nhấp vào nút Download. Tiếp theo, tùy theo phiên bản Windows các bạn đang sử dụng là Windows 32 bit hoặc là 64 bit thì các bạn sẽ sử dụng Pascal tương ứng. Trong trường hợp này, Master Lan Dương sử dụng Windows 32 nên Master Lan Dương chọn mục này. Windows 32 bit. Trong cửa sổ hiện ra, các bạn chọn mục SourceForge. Ở màn tiếp theo, các bạn chọn mục Free Pascal Win32. Đây là viết tắt chữ Free Pascal Compiler. Các bạn chọn mục này. Và các bạn chờ trong giây lát, Pascal sẽ được tải về máy của các bạn. Đây, ở phía đáy của cửa sổ Google Chrome, các bạn thấy tên của chương trình cài đặt Pascal đang hiện ở đây. Các bạn chờ trong giây lát thì Pascal sẽ được tải về máy tính của các bạn. Sau khi cài đặt xong thì Pascal đã nằm ở vị trí này. Các bạn chỉ cần nhấp chuột vào tên của chương trình cài đặt này để cài đặt Pascal. Các bạn nhấp chuột vào nút Run. Các bạn chọn Next. Ở đây hiện ra cái vị trí các bạn muốn cài Pascal. Ở đây Master Lan Dương để luôn là đĩa C, folder là Free Pascal, viết tắt là FPC. Còn tùy các bạn có thể đổi được cái vị trí cài đặt Pascal ở chỗ này. Ở đây Master Lan Dương để mặc định luôn. Master Lan Dương chọn
Next. Next. Các bạn liên tục chọn Next. Và chờ trong giây lát, Pascal sẽ được cài vào máy tính của các bạn. Khi cài đặt xong thì ở desktop chỗ này sẽ hiện ra cái biểu tượng của Pascal ở đây. Đây các bạn quan sát, khi cài xong Pascal thì sẽ có một biểu tượng của Free Pascal nằm trên desktop. Các bạn chọn Next. Các bạn nhắc tích vào bỏ mục là đọc file readme. Các bạn chọn Finish. Như vậy Pascal được cài ở trên máy các bạn, ở vị trí này có một biểu tượng của Free Pascal. Như vậy các bạn đã cài thành công Pascal vào máy tính. Ngoài ra khi cài xong thì trên máy tính các bạn sẽ có một cái folder ở DC. Đây các bạn quan sát, folder là FPC, viết tắt chữ là Free Pascal Compiler. Ở đây sẽ chứa các thông tin để các bạn thực hiện sử dụng trong Pascal. Và để sử dụng Pascal thì các bạn sẽ nhấp đôi vào biểu tượng Free Pascal ở vị trí này. Như vậy các bạn đã có Pascal để chúng ta sẽ thực hiện các bài tập thực hành sắp tới. Trước khi vào phần thực hành, các bạn lưu ý các bạn phải thực hiện một cái thao tác bổ trợ. Tuy là bổ trợ nhưng mà rất quan trọng. Nhiều bạn đi thi các kỳ thi thường là mất bài hoặc là lúng túng không biết là sản phẩm của mình lưu ở đâu. Cho nên các bạn cần phải thực hiện tốt cái thao tác bổ trợ sau đây. Thứ nhất, các bạn phải tạo một folder để chứa các cái bài của các bạn bằng cách các bạn sẽ sử dụng Windows Explorer hoặc là My Computer. Các bạn vào hệ thống ổ đĩa trong máy của các bạn, chẳng hạn ở đây máy Đăng Dương sử dụng là đĩa D, các bạn chọn New Folder để các bạn tạo folder mới. Ví dụ các bạn tạo là bài tập Pascal, Enter. Như vậy đây là cái folder trống để sẵn sàng chứa các cái bài tập của các bạn. Tuy nhiên giữa Pascal cửa sổ màu xanh và cái bài tập Pascal này là chưa có mối liên hệ nào với nhau, cho nên các bạn phải thực hiện liên kết Pascal và cái folder này bằng cách các bạn trong Pascal, các bạn vào menu File, các bạn chọn Change Dir. Change là đổi, Dir là folder. Tiếp theo các bạn nhấp đôi vào chữ Drive là ổ đĩa, các bạn chọn đĩa D, nhấp đôi đĩa D, các bạn nhấp đôi vào bài tập Pascal, các bạn nhấn OK. Như vậy khi các bạn thực hành, các bạn muốn lưu bài, các bạn nhấn F2, các bạn vào menu File, các bạn chọn là Save, thì Pascal sẽ lưu vào cái folder là bài tập Pascal ở vị trí này của các bạn. Các bạn lưu ở đây và các bạn mở ở đây. Nếu các bạn muốn mở thì các bạn sẽ vào menu File, các bạn chọn Open, thì Pascal cũng chỉ đường dẫn vào nơi lưu trữ là bài tập Pascal ở vị trí này. Các bạn lưu ý thao tác này tuy đơn giản nhưng rất quan trọng. Nhiều bạn đi thi mất bài vì chúng ta không biết là lưu ở đâu và lấy ở đâu, lúng túng trong khi mình làm bài thì rất là nguy hiểm. Nhiều bạn làm bài đúng nhưng mà vẫn bị điểm kém, lý do là mình không nộp bài đúng yêu cầu, nộp đúng tên file là một nè, đúng tên bài hoặc là lưu ở chỗ nào mình kiếm không ra, dẫn tới việc là các bạn nộp bài không đầy đủ. Các bạn đến phần B, cấu trúc của một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal. Bên tay trái là một chương trình cụ thể, bên tay phải là cấu trúc chung của một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal. Một chương trình viết bằng Pascal gồm có hai phần. Thứ nhất đó là phần khai báo nằm ở phía trên, gồm từ khóa program và từ khóa file. Phía dưới là phần thân chương trình, bắt đầu bởi từ khóa begin và kết thúc là từ khóa end chấm. Các bạn đối chiếu bên tay trái, chúng ta có là phần khai báo phía trên và phần thân chương trình ở phía dưới. Trong đó program là từ khóa để các bạn khai báo tên chương trình các bạn đang thực hiện. Đây các bạn thấy bên tay trái chúng ta có program là diện tích của hình tam giác. Đây là cái tên gợi cho chúng ta là chúng ta đang làm về cái chủ đề gì, vấn đề gì.
Tiếp theo ở phần dưới là phần từ khóa va, để chúng ta khai báo tên các cái biến. Ở đây là va, viết tắt tiếng là variable, là khai báo biến. Ở trong phần biến này với bài tính diện tích hình tam giác, chúng ta có các biến như sau. Thứ nhất đó là biến A và biến H. A là đáy và H là chiều cao. Đằng sau tên biến đó là cái kiểu dữ liệu, ở đây là login, tức là số nguyên. Tiếp theo chúng ta có biến S là để tính diện tích của hình tam giác. Biến S này là kiểu số thực nên chúng ta sử dụng từ khóa real. Các bạn lưu ý ha. Rồi. Như vậy, phần khai báo biến gồm có tên biến và cái kiểu của biến. Đây là cái kiểu dữ liệu trong lập trình. Tiếp theo, phía dưới là phần thân chương trình. Chúng ta có bắt đầu bởi từ khóa begin và kết thúc là từ khóa end mà có dấu chấm. Đây, các bạn thấy ở phần cấu trúc chung chúng ta cũng có là cái từ khóa begin và kết thúc là end chấm. Các lệnh bài dễ bài khó là các bạn sẽ thực hiện các lệnh đặt trong hai từ khóa begin end này. Bạn lưu ý ha, đó, hai từ khóa begin end này. Đó, bài dễ, bài khó, bài dài, bài ngắn là các bạn sẽ đặt các lệnh trong hai từ khóa begin end chấm này. Tiếp theo, trong một chương trình viết bằng Pascal, các bạn thấy là kết thúc một cái lệnh là sử dụng cái dấu chấm phẩy là kết thúc một lệnh. Đây các bạn thấy rất nhiều dấu chấm phẩy để kết thúc các cái lệnh trong Pascal. Cứ hết một dòng là có dấu chấm phẩy, các bạn thấy ha, hết một dòng. Dòng nào chúng ta cũng có cái dấu chấm phẩy. Đây là những dòng lệnh trong Pascal. Readline cuối cùng là chấm phẩy. Riêng cái từ khóa end hết bài là kết thúc bởi dấu chấm, là end chấm, các bạn lưu ý dùng cái này. Còn đằng sau begin là không có cái dấu ký hiệu nào cả. Đây là cái quy định của Pascal. Tiếp theo, các bạn thấy trong cửa sổ Pascal chúng ta có trên đỉnh đó là tên của cái chương trình chúng ta đang lập trình, và đây chính là cái file chúng ta lưu trong máy của chúng ta. Chữ Pascal viết tắt là chữ pass ở trong cửa sổ này. Tiếp theo các bạn thấy ở đáy cửa sổ chúng ta có hai con số. Thứ nhất, số bên này là vị trí của cái con nháy đang ở hàng nào. Ví dụ Pascal Dương để con nháy ở cái hàng đây, thì khi đó Pascal sẽ ghi nhận là chúng ta đang ở hàng 15. Nếu để ở end chúng ta đang ở đây thì là hàng 21. Các bạn ha. Vì là đã hướng dẫn các bạn nên Pascal Dương để các dòng trống để dễ diễn đạt. Tuy nhiên khi các bạn lập trình, các bạn không cần để dòng trống này, các bạn để sát hết các cái lệnh với nhau, thì khi đó các bạn sẽ nhìn vào cái ký hiệu con số này để biết là chúng ta đang ở cái dòng nào và bài chúng ta là bao nhiêu dòng lệnh. Tiếp theo, con số đằng sau đó là cái cột vị trí của con nháy đang đứng. Ví dụ các bạn đang chọn cái hàng này là hàng thứ 19 và cột 2. Nếu các bạn để ở phía dưới này thì là cái cột đang đứng là cột 9. Tiếp theo, ở đáy cửa sổ là các cái phím chức năng giúp chúng ta thao tác nhanh trong Pascal. Ví dụ các bạn lưu bài thì các bạn chọn cell là nhấn F2, hoặc là để mở Pascal thì các bạn nhấn F3 để mở một bài Pascal đã có. Tiếp theo, các bạn đến phần nhập xuất dữ liệu trong Pascal. Để nhập xuất dữ liệu trong Pascal, các bạn cần dùng các lệnh sau đây. Thứ nhất đó là lệnh in dữ liệu ra màn hình, thì các bạn dùng các lệnh là write dữ liệu chấm phẩy, write line dữ liệu chấm phẩy, write chấm phẩy. Bởi vì là Pascal nên sau mỗi lệnh chúng ta cần phải có dấu chấm phẩy như là phần đầu của video. Trong đó lệnh write dữ liệu là in dữ liệu xong và không xuống hàng dưới, nghĩa là in dữ liệu xong thì con nháy vẫn nằm ở hàng đó để in dữ liệu mới kế bên. Lệnh write line dữ liệu chấm phẩy là in dữ liệu xong thì con nháy sẽ xuống hàng mới để chúng ta in dữ liệu tiếp theo ở phía dưới. Còn lệnh write line chấm phẩy là xuống hàng và không in gì cả. Trong đó dữ liệu có thể là một số nguyên, số thực, một ký tự, một sâu ký tự, một biến hoặc một cái biểu thức. Nếu dữ liệu là ký tự hoặc sâu ký tự thì phải đặt ký tự đó hoặc sâu ký tự đó ở trong cặp dấu nháy đơn. Các bạn quan sát các ví dụ. Ở ví dụ 1 chúng ta có write 10. Write 10 tức là in số nguyên 10 ra màn hình. In xong thì con nháy vẫn nằm trên hàng đó, nằm kế bên số 10, không có xuống hàng mới. Đây các bạn quan sát, chúng ta có lệnh write
và số 10 là in dữ liệu là số nguyên 10. Tiếp theo ở ví dụ 2 các bạn có chào bạn. Chào bạn là một sâu ký tự nên phải đặt trong cặp dấu nháy đơn. Vì chào bạn là một sâu ký tự nên là trong cặp dấu nháy đơn. Các bạn thấy ở ví dụ 3, right line diện tích hình tròn là đây là một sâu ký tự nên đặt trong cặp dấu nháy đơn. S là một cái biến nên các bạn không đặt trong cặp dấu nháy đơn. Đây S là một cái biến các bạn ha, là một cái biến nên không đặt trong cặp dấu nháy đơn. Ở ví dụ 3 này, right line này nghĩa là khi các bạn in xong cái câu là diện tích hình tròn là và cái giá trị biến S xong thì con nháy sẽ xuống hàng mới để mình in các dữ liệu mới phía dưới. Ở ví dụ 4 là tổng là đây là một số ký tự đặt trong cặp dấu nháy đơn và A cộng B đây là một cái biểu thức nên các bạn không có đặt A cộng B trong cặp dấu nháy đơn vì đây là một biểu thức. Nếu các bạn đặt A cộng B trong nháy đơn thì Pascal sẽ in ra là cái chữ A cộng B chứ không in ra là cái giá trị của A cộng với giá trị của B là bao nhiêu, tức là tổng AB không có ra được cái tổng đó mà ra chữ A cộng B. Vậy như vậy là một cái biểu toán học thì các bạn không đặt trong cặp dấu nháy đơn. Tiếp theo, lệnh nhập dữ liệu vào một biến thì các bạn dùng các lệnh là read tên biến, read line tên biến, chấm phẩy. Ví dụ, các bạn có ví dụ A là read n, ví dụ B là read line n, tức là với hai lệnh này chúng ta sẽ đưa giá trị vào biến n. Tùy theo trường hợp mà các bạn sẽ dùng read hoặc read line là tùy theo yêu cầu của cái bài thực hành thì các bạn sẽ gặp điều này trong các cái bài tập tiếp theo của Master Đăng Dương Channel. Còn lệnh read line chấm phẩy là để dừng chương trình các bạn ha, để mình xem kết quả để dừng chương trình. Thứ ba là lệnh gán. Lệnh gán là để gán dữ liệu cho một biến và ký hiệu của lệnh gán là hai chấm bằng. Ở ví dụ A ta có n 2 chấm bằng 5 nghĩa là cho 5 vào biến n. Ở ví dụ B ta có S là bằng 2 chấm bằng A nhân với B tất cả chia 2. Nghĩa là Pascal sẽ lấy giá trị của A nhân giá trị của B tất cả chia 2 và đưa toàn bộ kết quả có được trở vào biến S bên tay trái. Như vậy là gán giá trị. Tuy nhiên lệnh gán phải phù hợp với kiểu của biến. Nếu bạn gán sai sẽ phát sinh một cái lỗi. Đó là lỗi type mismatch. Type là kiểu dữ liệu, mismatch là không khớp với nhau. Ví dụ giả sử biến n là kiểu nguyên, các bạn thực hiện lệnh gán là n đây, n kiểu nguyên bên tay trái, n là kiểu nguyên, nhưng các bạn gán bên tay phải là con số thập phân 5,27 thì sẽ phát sinh lỗi là type mismatch, nghĩa là n là số nguyên chỉ nhận các con số là 5, 6, 7 vân vân chứ không nhận con số nằm giữa 5 và 6 là 5,27 hoặc là không nhận 5,0 cũng như không nhận là 6,0. Như vậy các bạn lưu ý nếu mà n là nguyên thì nó chỉ chấp nhận số nguyên, nếu các bạn gán như vậy thì sẽ phát sinh lỗi là type mismatch. Nào để các fan hâm mộ của Master Đăng Dương Channel không phải đợi lâu, các bạn cùng Master Đăng Dương đến bài thực hành số 1 có nội dung kỳ thi lấy bằng lái xe mô tô, một học viên phải thi phần lý thuyết và phần thực hành với quy định phần lý thuyết là điểm thập phân hệ số 1, phần thực hành điểm thập phân hệ số 3. Yêu cầu viết chương trình nhập điểm lý thuyết và điểm thực hành, sau đó tính điểm trung bình tương ứng và in kết quả ra màn hình lấy hai số thập phân. Thì để làm một bài toán tinh, một bài toán về lập trình toán tinh các bạn ha, thì các bạn có thể dùng một số kỹ năng giống như một số môn như là môn toán lý hóa. Nghĩa là các bạn phải trả lời rằng là bài này có bao nhiêu đại lượng, bài này có mấy lời giải hay là bước giải hay là thuật toán trong lập trình sau này, và bài này có bao nhiêu đáp số, bài này có bao nhiêu đáp số. Ở vấn đề đại lượng thì các bạn đọc đề và tìm hiểu thì với bài số 1 này chúng ta có 3 đại lượng các bạn nhé. Đại lượng thứ nhất đó là cái điểm lý thuyết. Đại lượng thứ hai đó là điểm thực hành. Và đại lượng thứ ba đó là điểm trung bình. Như vậy chúng ta có 3 đại lượng. Với 3 đại lượng này thì các bạn sẽ khai báo trong Pascal là 3 biến tương ứng. Các bạn quan sát Master Đăng Dương thực hiện ở trên Pascal. Các bạn sẽ gõ vô là program là cái từ khóa khai báo trên chương trình. Ở đây ghi là bài 1. Sau đó phần va viết tắt chữ variable tiếng Anh, các bạn sẽ khai báo biến. Ở đây chúng ta có 3 biến thì các bạn sẽ đặt là A, B, C.
Tuy nhiên, Master Đăng Dương khuyên các bạn không nên đặt như vậy, mà chúng đặt như sau. Lý thuyết thay vì là A thì các bạn đặt như sau là lý thuyết, thực hành và điểm trung bình. Lý do là trong lập trình nói chung và trong Pascal nói riêng thì đặt tên biến thì phải là ngắn gọn nhưng mà phải dễ nhớ và dễ hiểu. Thì trên màn hình đặt như vậy chúng ta sẽ gợi được chúng ta đang làm việc gì ở trong cái bài của chúng ta. Nếu đặt ABC thì nó hơi khó hiểu. Tiếp theo, đằng sau tên biến là các bạn ghi dấu hai chấm và các bạn sẽ cung cấp cái kiểu dữ liệu, ở đây là kiểu real. Lý do là real là số thập phân trong đề có yêu cầu, và thì số thập phân trong Pascal là dùng từ khóa real. Tiếp theo, các bạn đã xong phần khai báo, chúng ta sẽ tiến hành là gõ hai từ khóa begin end để chúng ta tiến hành thiết kế cái phần thân của chương trình. Nghĩa là giữa hai từ khóa begin này các bạn sẽ viết các cái lệnh để phục vụ cho bài thực hành số 1 này. Tiếp theo, các bạn phải trả lời câu hỏi là bài này có bao nhiêu lời giải. Thì ở đây bài này chúng ta chỉ có một lời giải thôi, đó là cái tính điểm trung bình. Và đáp số ở bài này chúng ta chỉ có một đáp số thôi, đó là cái điểm trung bình cuối cùng. Và để viết lệnh trong phần thân chương trình thì các bạn lưu ý chúng ta phải nhấn phím tab, các bạn ha, phím tab trên bàn phím để đưa con nháy vào một khoảng. Tuy nhiên trong cái loạt bài về Pascal thì Master Đăng Dương không dùng phím tab, lý do là nếu dùng tab thì các lệnh nó sẽ bị dồn bên tay phải, bị che khuất, nên Master Đăng Dương không dùng phím tab mà dùng dấu khoảng trắng. Các bạn quan sát nè, nhấn dấu khoảng trắng các bạn ha, đúng ra đó các bạn phải nhấn phím tab mới đúng các bạn nha. Này, và để nhập điểm lý thuyết ở điểm thực hành thì chúng ta sẽ dùng các lệnh như sau. Đầu tiên, nhập điểm lý thuyết thì các bạn dùng hai lệnh như sau là write, bạn ghi là nhập điểm lý thuyết, rồi dấu hai chấm cho đẹp, dấu nháy, đóng ngoặc, chấm phẩy. Tiếp theo là lệnh read line các bạn ha, read line là lý thuyết. Rồi các bạn sẽ sao chép cặp lệnh này xuống bằng cách là các bạn đánh dấu khối, sau đó các bạn nhấn Ctrl Insert, các bạn sẽ dán ra. Để thực hiện việc sao chép thì các bạn có thể là vào cái menu edit, các bạn thấy cặp lệnh như sau, copy lại, nhấn Ctrl Insert và pass và nhấn Shift Insert cho nhanh các bạn ha. Sau đó chúng ta sẽ sửa lại các lệnh ở dòng này là điểm thực hành, thực hành, và đây chúng ta sửa lại là th là điểm thực hành. Tiếp theo là sau phần nhập, sau phần nhập là phần các cái lời giải hay là bước giải, thì ở đây chúng ta chỉ có một lời giải thôi, chính là cái tính điểm trung bình. Thì các bạn ghi như sau, điểm trung bình đó là cái biến ta đã khai báo hồi nãy ở đây sẽ hai chấm bằng là mở ngoặc ra là lấy lý thuyết, các bạn thay vì nhân 1 thì khỏi nhân các bạn ha, các bạn cộng với thực hành, các bạn nhân với 3, đóng ngoặc tất cả chia cho 4, chấm phẩy các bạn ha. Rồi để Master Đăng Dương giải thích cái lệnh này, điểm trung bình là một cái biến sẽ nhận giá trị bởi cái bên tay phải này. Bên tay phải là một cái biểu thức toán học, ở đây chúng ta ưu tiên là cộng trước nên ta phải để trong cái cặp ngoặc tròn. Như vậy là tính cái tổng này xong thì chúng ta sẽ chia cho 4. Phép chia trong lập trình Pascal là dấu chéo các bạn ha. Rồi. Và trong này chúng ta thấy là có điểm thực hành nhân 3, vậy chúng ta lấy th hoa thị với 3 tức là nhân 3. Vậy trong cái biểu thức này thì Pascal sẽ tính cái phép nhân trước, sau đó phép tính cộng là nhờ khối cặp ngoặc mở và ngoặc đóng, ngoặc tròn các bạn nha, ngoặc mở ngoặc đóng này sẽ tính ra cái tổng và tất cả chia cho 4 ra kết quả. Tiếp theo, chúng ta muốn ghi đáp số, ở bài này chỉ có một đáp số thôi, chúng ta sẽ dùng một lệnh write như sau. Các bạn xuống dòng ha, các bạn ghi là write, các bạn ghi là kết quả là đi hay là điểm trung bình ha, điểm trung bình, trung bình là đó, là hai là dấu hai chấm cho đẹp các bạn ha, dấu nháy. Rồi các bạn ghi là DTB đó, 2.0 và 2.2 ở ngoài chấm phẩy. Và để kết thúc bài các bạn sử dụng là read line chấm phẩy, đây là lệnh để dừng chương trình để các bạn quan sát kết quả. Rồi khi mà thực hiện xong thì các bạn thấy trong bài Pascal này nó có một số cái là lạ. Thứ nhất ở đây các bạn thấy nè, điểm trung bình 2.0 2.2 đây chính là phép định dạng trong Pascal các bạn nghe, bởi vì đây yêu cầu là lấy hai số thập phân. Vậy ở đây chúng ta ghi 2.0.2, nghĩa là 2 chấm đây nghĩa là phép định dạng chứ không phải phép chia trong Pascal. Đây các bạn ha, đây phải chia các bạn. Phép chia trong Pascal là chúng ta phép chia chéo. Deep mode các bạn ha. Chéo deep mode. Còn 2 chấm này là phép định dạng. Cho nên các bạn đừng thắc mắc ủa sao tao đây là chia cho không ha, các bạn ha. Đây không phải là phép chia mà là phép định dạng. Tiếp theo, khi soạn xong thì các bạn sẽ thấy là trên đỉnh của màn hình là chữ no name, tức là chưa cái lưu.
và ở đấy màn hình đó là hoa thị là chưa lưu. Để lưu bài thì các bạn thấy hướng dẫn cho Pascal là những F2. Rồi các bạn quan sát ha, nhấn F2 trên bàn phím. Rồi các bạn thấy đây là cái folder mình đã thực hiện ha. Các bạn sẽ ghi đây là bài 1. Enter. Như vậy ở trên đỉnh màn hình sẽ là bài 1.bat và ở đấy màn hình đã mất cái hoa thị, tức là lưu rồi. Tiếp theo, để thực hiện xem kết quả bài này thì các bạn phải biên dịch và chạy thử bằng cách các bạn nhấn hai phím là Ctrl F9. Hiện ra màn hình kết quả các bạn sẽ thực hiện là nhập điểm lý thuyết. Ví dụ các bạn nhập giờ 9, Enter, 10, Enter. Như vậy chúng ta có điểm trung bình là 9,75. Để thực hiện bộ test mới, các bạn nhấn Enter. Các bạn, và lưu ý, trong việc lập trình, các bạn lưu ý, người ta có một khái niệm đó là Full Test. Full Test nghĩa là chương trình các bạn sẽ đúng với mọi bộ test mà người ta nhập vào. Bộ test nào cũng đúng cả thì gọi là Full Test. Như vậy, hồi nãy, Master Đăng Dương đã nhấn Ctrl F9 để chạy lần thứ nhất. Và để Full Test, các bạn phải chạy chương trình ít nhất 3 lần. Và để chạy cái lần thứ hai, các bạn nhấn Ctrl F9 lần nữa. Các bạn nhập vô, ví dụ các bạn nhập vô là 10, Enter, 10, Enter. Như vậy là kết quả là 10. Như vậy các bạn đã phần nào an tâm được là cái bài các bạn đã đúng. Tiếp theo, như Master Đăng Dương nói là Full Test nghĩa là ít nhất phải 3 lần. Như vậy các bạn đã 2 lần rồi, bây giờ một lần nữa. Muốn vậy các bạn Enter, các bạn nhấn Ctrl F9 lần nữa. Các bạn nhập ví dụ lần này là một người thi là 5,8, tức là 5.8. Các bạn lưu ý trong lập trình là dấu chấm là thay dấu phẩy các bạn ha. Rồi tiếp tục điểm thực hành là 9.4, 9,4 các bạn ha. Các bạn Enter, kết quả là 8,50. Các bạn thấy là kết quả là chúng ta có hai số thập phân, lý do là đề yêu cầu là hai số thập phân các bạn ha. Lý do là đề yêu cầu nên chúng ta thực hiện như vậy. Và để ra được hai dấu thập phân này thì các bạn lưu ý là trong lập trình Pascal là chúng ta ghi là 2.0, 2.2 các bạn ha. 2.2 là lấy hai số thập phân ha. Nếu các bạn muốn lấy bao nhiêu số thì các bạn chỉ cần thay cái số 2 này thành cái số tương ứng. Ví dụ lấy một số thì bạn ghi số 1 bạn ha. Như vậy trên màn hình là toàn văn bài giải của bài số 1. Các bạn thấy là mà cứ sau mỗi một lệnh là chúng ta có dấu chấm phẩy. Đấy, phải riêng end là dấu chấm và begin là không có dấu gì cả. Trên màn hình là toàn văn bài giải của bài số 1. Mời các bạn cùng với Tây Lân Dương đến bài thực hành số 2 có nội dung nhập vào một số tiền trong phạm vi login, tức là số nguyên lớn, và in ra cho biết có thể đổi được số tiền đó tối đa bao nhiêu tờ 20.000, sau đó là bao nhiêu tờ 10.000 và tiền còn dư lại là bao nhiêu. Sử dụng phép toán deep mode. Ví dụ nhập 157.000 thì in ra số tờ 20.000 là 1 là 7, số tờ 10.000 là 1 và số tiền dư là 7.000 đồng. Thì để làm bài này tương tự các bạn phải trả lời 3 câu hỏi quan trọng. Đó là bài này có bao nhiêu đại lượng, bài này có bao nhiêu lời giải và bài này có bao nhiêu đáp số. Đại lượng thì với bài này chúng ta có 4 đại lượng các bạn ha. Thứ nhất đó là số tiền ban đầu. Đây, số tiền ban đầu là một đại lượng. Tiếp theo là số tờ 20.000 đồng là đại lượng thứ hai. Tờ 10.000 đồng là đại lượng thứ ba và tiền còn dư lại đó là đại lượng thứ tư. Thì với 4 đại lượng này chúng ta sẽ có 4 biến trong Pascal. Các bạn quan sát Master Đăng Dương thực hiện ở trên màn hình. Như vậy các bạn sẽ dùng từ khóa program, đây là bài 2. Các bạn sẽ ghi là var thay vì là ABCD thì các bạn không nên, mà đặt như sau. Số tiền đó là cái dữ liệu nhập vào. Tiếp theo là tờ 20.000. Các bạn có thể ghi là 20.000 cũng được, tuy nhiên hơi dài, các bạn ghi tắt là 20k cũng được. Tờ 10k là 10.000 và cái tiền dư. Tất cả những cái biến này đều là số login, là số nguyên các bạn ha, số nguyên. Tiếp theo các bạn tiến hành viết phần thân chương trình là bắt đầu hai từ khóa begin end chấm. Tiếp theo các bạn trả lời là bài này có bao nhiêu lời giải. Thì với bài này chúng ta có 3 lời giải. Đó là tìm ra cái số tờ 20.000, số tờ 10.000 và tiền dư. Như vậy có 3 lời giải. Bài này chúng ta có 3 đáp số. Bởi vì các bạn thấy nè, in ra số tờ 20.000, tờ 10.000 và số tiền dư. Vậy là 3 đáp số đó. Nghĩa là các bạn in ra cái giá trị kết quả ở chỗ này. Khi các bạn cộng lại thì nó bằng đúng số tiền đề cho là 157.000 là được. Đó. Như là nhập vào số tiền phải ra được 3 kết quả.
Rồi, thì bây giờ ta tiến hành sẽ lập trình trên máy như sau. Các bạn sẽ ghi đầu tiên đó là write, cái cặp lệnh write để các bạn sẽ nhập vào cái số tiền. Đó, bạn ghi là nhập số tiền. À, hai chấm để các bạn ha. Rồi, lệnh read line là các bạn nhập vô là số tiền. Sau đó, các bạn tiến hành lời giải thứ nhất trong ba lời giải, đó là cái tờ 20.000 thì sẽ bằng là lấy số tiền ban đầu các bạn ha, số tiền ban đầu các bạn mới là deep cho 20.000. Thế đây, Master đang dừng lại ở chỗ này để giải thích deep là cái gì. Ở trong Pascal, các bạn có cái toán deep và mode, đây là hai cái toán chia. Deep mode là như nào các bạn quan sát. Đầu tiên chúng ta có 10, chúng ta chia cho 6. Thì 10 là số bị chia, 6 là số chia. Khi chia chúng ta ra hai kết quả, đó là thương số. Ở đây là 10 chia 6 ra 1, thì 1 là thương số, cái anh gọi là division. Và số 4 là số dư. Số dư. Như vậy để lấy được cái thương số thì các bạn dùng phải toán deep, viết tắt ba chữ là division. Còn để lấy số dư các bạn dùng phải toán mode các bạn ha. Rồi, như vậy để tìm ra được cái tờ 20.000 thì các bạn lấy số tiền ban đầu, các bạn mới deep cho 20.000 chấm phẩy. Tiếp theo, để tìm ra cái tờ 10.000 đồng, các bạn ghi tờ 10.000 đồng hai chấm bằng, các bạn lấy số tiền ban đầu, các bạn mới là mode cho 20.000. Sau đó các bạn mới deep cho 10.000. Như vậy với cách làm này các bạn sẽ tìm được là số tờ 10.000. Lý do các bạn lấy số tiền ban đầu, các bạn chia cho 20.000 lấy phần mode, tức là cái phần mà không đổi được ra 20.000 là phần mode các bạn còn dư á. Các bạn lấy cái kết quả đó, các bạn mới deep cho 10.000 thì ra kết quả là số tờ 10.000. Tiếp theo, để tìm được là cái số tiền dư thì các bạn ghi là tiền dư. Các bạn đặt tên biến ở trên như thế nào thì các bạn sẽ dùng đây, ở trên là đặt tiền dư thì các bạn sẽ ghi ở đây là tiền dư. Hai chấm thì bằng là các bạn có thể lấy cái cách làm như ở trên, các bạn giãn ra, tức là số tiền dư sẽ bằng gì? Bằng số tiền ban đầu các bạn mới mốt cho 20.000 đồng và tiếp theo các bạn lấy mốt cho 10.000 đồng, như vậy ra kết quả là số tiền dư. Và để bài này chúng ta có 3 đáp số thì các bạn dùng 3 lệnh write line. Đó, các bạn thấy cái mẫu ở trên cái đề bài chúng ta là có 3 cái đáp số ở 3 dòng. Vậy chúng ta phải dùng 3 lệnh write line. Write line ở đây các bạn ghi là số tờ 20.000 là hai chấm nháy là các bạn ghi là tờ 20k chấm bảy. Tiếp theo để thực hiện cái đáp số thứ hai thì các bạn sẽ sao chép câu này xuống, các bạn sẽ dùng chức năng copy paste và các bạn sửa lại là số tờ 10.000 là, các bạn sửa lại là tờ 10.000 và các bạn sẽ sửa cái câu cuối cùng đó là số tiền dư là, ở đây các bạn ghi là tiền dư. Và để hết bài các bạn dừng chương trình, các bạn xem quả, các bạn dùng định viết like chấm phẩy. Khi soạn xong thì các bạn thấy ở trên đỉnh màn hình là no name là chưa lưu và ở đấy là hoa thì là chưa lưu các bạn ha. Các bạn nhấn phím F2 để lưu lại. F2. Các bạn ghi là bài 2 enter. Và để chạy chương trình này biên dịch và xem kết quả thì các bạn nhấn hai phím là Ctrl F9. Và các bạn nhớ là chúng ta phải làm full test, nghĩa là phải thử ít nhất 3 lần, tức là ít nhất 3 lần các bạn nhấn Ctrl F9 xem kết quả. Đầu tiên các bạn xem, đầu tiên là nhấn cửa chốt chính, chúng ta nhập vô số tiền là 157.000, enter thì kết quả chúng ta là số tờ 20.000 là 7, số tờ 10.000 là 1 và số tiền dư là 7.000. Tiếp theo, vì là full test các bạn sẽ enter để nhập lần thứ hai, các bạn nhập thử, ví dụ các bạn nhập như 1.000.000 đồng, enter kết quả là 50 tờ 20.000 và không thể đổi được ra tờ 10.000 và dư nữa. Tiếp theo các bạn nhập thử bộ này, nhập 0 đồng, enter kết quả sẽ là không đổi ra được tờ nào. Đó, như vậy là với cái full test này các bạn nhập 3 lần thì các bạn sẽ an tâm phần nào là bài mình đã đúng các bạn ha. Như vậy ở trên màn hình là toàn văn bài giải của bài thực hành số 2. Các bạn thấy cứ hết một dòng là chúng ta là có dấu chấm phẩy. À, bạn ha, đây là yêu cầu của Pascal. Chấm phẩy bạn nhé. Vậy. Rồi, ở đây là write line xuống dòng và dừng chương trình là read line chấm phẩy và kết thúc bài là end chấm. Begin là chúng ta không có dấu gì cả ở đằng sau begin. Thì trên màn hình là toàn văn bài giải của bài thực hành số 2. Mời các fan hâm mộ của Master Đăng Dương Channel đến bài thực hành số 3 có nội dung nhập vào hai số nguyên AB, xuất giá trị của AB sau khi đã đổi giá trị cho nhau.
Ví dụ nhập A bằng 3, B bằng 5, xuất ra A bằng 5, B bằng 3. Tương tự các bạn phải trả lời 3 câu hỏi quan trọng, đó là bài này có bao nhiêu đại lượng, bao nhiêu lời giải và bao nhiêu đáp số. Thì bài này ban đầu đọc vào các bạn nghĩ rằng là có 2 đại lượng là AB, tuy nhiên bài này chúng ta cần thêm 1 đại lượng nữa là 3 đại lượng các bạn ha. Vì sao các bạn? Bởi vì các bạn thấy là biến A chúng ta chứa 3, biến B chứa 5. Và khi đó chúng ta muốn đổi chỗ 3 với 5 với nhau, chúng ta phải có biến trung gian là biến C. Như vậy bài này chúng ta có 3 đại lượng các bạn ha. Các bạn quan sát Master Văn Dương thực hiện ở trên Pascal là program chúng ta có bài số 3. Thì chúng ta có các biến như sau các bạn, là va nè, A phẩy B phẩy C, là tất cả những cái biến này là kiểu long in các bạn ha. Long in. Rồi. Tiếp theo để thực hiện cái phần thân chương trình là các bạn sẽ viết các cái bước giải. Thì ở đây các bạn thấy nè, bài này chúng ta có 3 đại lượng. Khi đó nó hình thành một cái thuật toán quan trọng trong lập trình, đó là bài toán. Đó là cái thuật toán là hoán vị hay là đổi chỗ hai giá trị của hai biến với nhau. Như vậy các bạn coi, lời giải chúng ta có 3 lời giải. Đầu tiên lời giải 1 chính là các bạn sẽ đưa giá trị của 3 từ A và biến C. Là lời giải 1, đưa 3 từ A vào C. Khi A đưa giá trị 3 vào C, nghĩa là A sẽ sẵn sàng nhận giá trị mới. Như vậy lời giải thứ 2 là các bạn sẽ đưa giá trị 5 từ B vào A. Như vậy chúng ta đã có A bằng 5. Tiếp theo, khi B đưa giá trị 5 vào A, nghĩa là B sẵn sàng nhận giá trị mới. Như vậy lời giải thứ 3 là các bạn sẽ có là đưa cái giá trị 3 ở biến C vào cái biến B. Như vậy chúng ta có 3 lời giải bạn ha, 3 lời giải. Rồi, các bạn hãy quan sát Mã Đăng Dương thực hiện ở trên Pascal. Đầu tiên á là các bạn sẽ nhập giá trị của A và B. Nhập số nguyên. Nhập số nguyên A. A bằng các bạn ha. Rồi nháy đóng mặt chúng phải. Read line là các bạn nhập A vô. Sau đó các bạn sao chép. Các bạn sửa lại là nhập số nguyên B bằng. Các bạn sửa lại là B. Sau đó các bạn thực hiện 3 lời giải. Đầu tiên lời giải 1 là C 2 chấm bằng A. Tiếp theo, A đã đưa vào C rồi thì A sẽ sẵn sàng để nhận giá trị mới, tức là nhận giá trị của B. Và khi B đã đưa vào A rồi thì B sẽ nhận giá trị mới, tức là giá trị C. Như vậy chúng ta với cái thuật toán này, với bài này chúng ta có 3 lời giải. Và đây chính là cái thuật toán đổi chỗ giá trị của hai biến với nhau theo sơ đồ ở trên màn hình. Tiếp theo, bài này chúng ta có hai đáp số ứng với hai giá trị của AB và xuống dòng, nên ta dùng lệnh write line. Đó là gì? Đó là giá trị A sau khi đổi chỗ ha các bạn ha. Đổi chỗ 2 chấm dấu nháy phẩy A và copy xuống lần 2. Các bạn sẽ sửa lại là giá trị của B sau khi đổi chỗ là B. Và để dừng chương trình thì các bạn sẽ dùng lệnh write line. Đúng vậy. Và khi soạn xong thì các bạn sẽ lưu lại bằng cách là nhấn phím F2. Các bạn đặt lại bài 3 Enter. Các bạn biên dịch và chạy thử xem kết quả gì như thế nào. Các bạn nhấn cùng nhấn F9. Các bạn nhập vô A là 5, B là 3 thì là 3 5. Lần 2 nhập vô A bằng 3, B bằng 5. Như vậy là kết quả là 5 3. Lần 3 các bạn nhập thử cột dấu chính, các bạn nhập 5 5. Các bạn thấy là kết quả là dường như là giống như cái số ban đầu. Tuy nhiên các bạn tưởng rằng là chương trình không đổi, nhưng thực ra bản chất là chương trình có đổi chỗ A với B, tức là đổi chỗ giá trị 5 của A B với nhau qua biến trung gian C. Nhưng tại vì kết quả là nhập vào và kết quả in ra giống nhau thì mình tưởng rằng là nó không đổi, nhưng thực chất là chương trình có đổi theo thuật toán đổi chỗ như trên màn hình các bạn ha. Các bạn có thể là thêm một bộ test nữa, ví dụ A là 10, B là trừ 250, Enter. Như vậy là ban đầu A là 10, thì sau đó A là trừ 250, B ban đầu là trừ 250, thì lúc khúc sau á, kết quả là B sẽ là bằng 10. Như vậy, ở trên màn hình là toàn văn bài giải của bài số 3, trong đó có một thuật toán quan trọng là sử dụng cái biến C trung gian để thực hiện việc đổi chỗ các bạn ha. Đó, đây là cái thuật toán đổi chỗ giá trị của hai biến với nhau.
Mời các bạn là fan hâm mộ của Master Đăng Dương Channel đến bài thực hành số 4 có nội dung sử dụng phép toán Deep Mode để viết chương trình nhập vào một số nguyên có 3 chữ số dạng ABC xuất ra dạng đảo ngược của nó là CBA. Ví dụ nhập 435 thì xuất ra là 534. Tương tự các cái bài thực hành trước, các bạn phải trả lời 3 câu hỏi quan trọng. Thứ nhất, bài này gồm có bao nhiêu đại lượng, bài này có bao nhiêu lời giải và có bao nhiêu đáp số. Với bài này chúng ta có 5 đại lượng các bạn ha. Đó là các đại lượng như sau. Thứ nhất đó là số nguyên. Một số nguyên có 3 chữ số là đại lượng thứ nhất. Đại lượng thứ hai đó là quản lý cái chữ số hàng trăm, ở đây là chữ số 4. Đại lượng tiếp theo để quản lý chữ số hàng chục, ở đây là chữ số 3. Đại lượng tiếp theo là quản lý chữ số hàng đơn vị, ở đây là chữ số 5. Và một đại lượng nữa chính là cái số đảo ngược. Như vậy chúng ta có 5 đại lượng trong bài này. Các bạn quan sát Mát Đăng Dương thực hiện ở trên Pascal. Đầu tiên các bạn gõ từ khóa program. Ở đây các bạn ghi là bài 4. Sau đó các bạn khai báo các biến như sau. Các bạn không nên đặt là ABC cho cái số đề cho, mà các bạn gọi N đi, N cho ngắn gọn. Tiếp theo, biến A để quản lý chữ số hàng trăm, biến B hàng chục, biến C quản lý chữ số hàng đơn vị, và biến M đó là cái số đảo ngược cuối cùng. Và các biến này là chúng ta là kiểu long đi. Tiếp theo các bạn trả lời là bài này chúng ta có bao nhiêu lời giải, thì bài này chúng ta có 4 lời giải các bạn nha, 4 lời giải. Lời giải 1 là tìm ra chữ số hàng trăm của N, tìm ra chữ số hàng chục, tìm ra chữ số hàng đơn vị và tạo ra số M cuối cùng, vậy là 4 lời giải. Và bài này chúng ta chỉ có một đáp số thôi. Rồi các bạn quan sát Mát Đăng Dương thực hiện ở trên Pascal. Đầu tiên các bạn sẽ nhập vào, nhập số nguyên có 3 chữ số. Tiếp theo là các bạn dùng lệnh readline, các bạn nhập vào số N. Sau đó các bạn tiến hành 4 lời giải. Lời giải 1 trong 4 lời giải đầu tiên chính là A 2 chấm bằng, tức là tách cái chữ hàng trăm ra của N. Vậy A sẽ bằng N deep cho 100, tức là lấy số là chữ số hàng trăm. Để tìm chữ số hàng chục, các bạn lấy số đề cho N, các bạn deep cho 10. Sau đó các bạn mod cho 10, như vậy là ra chữ số hàng chục. Để tìm chữ số hàng đơn vị, các bạn lấy số N đề cho, các bạn mod cho 10 là xong. Đó là 3 lời giải. Lời giải thứ 4 đó là M. Các bạn lấy cái chữ số hàng đơn vị là C, các bạn nhân 100, như vậy là nó biến thành ở giá trị hàng trăm. Các bạn cộng với chữ số hàng chục đang là một chữ số, các bạn muốn biến B thành giá trị hàng chục thì bạn lấy B nhân 10, như vậy là B nhân 10. Và các bạn cộng với A, như vậy chúng ta đã tạo được cái số đảo ngược của N. Tiếp theo, bài này chúng ta chỉ có một lời giải thôi, vậy chúng ta dùng một lệnh write. Các bạn ghi là số đảo ngược là nháy, chúng nháy dấu phẩy các bạn nha, dấu phẩy là M. Và để dựng chương trình các bạn dùng lệnh readline chấm phẩy. Các bạn tiến hành lưu trữ, các bạn nhấn F2, các bạn ghi là bài 4. Các bạn nhấn Ctrl F9, các bạn nhập vô là 435 thì kết quả là 534 bạn ha. Ở đây các bạn thấy nè, cái chỗ chữ số này nó bị dính vô không đẹp. Bây giờ Master Dương sẽ cắt ra bạn ha. Enter. Các bạn quan sát nè, khi Master Dương để đây và cắt ra thì lập tức ở đáy cửa sổ sẽ hiện ra hoa, thì tức là chúng ta đã thay đổi chương trình các bạn ha. Đây các bạn coi nè, khoảng trắng nhấn vô đấy, lập tức ở trên đây có khoảng trắng và đây là hoa, thì tức là chưa luôn. Vậy chúng ta quyết định luôn cái này, ta nhấn F2. F2 thì sẽ khi đó sẽ mất cái hoa thị ở đây các bạn ha. Hoa thị này là chưa có lưu và chúng ta muốn lưu, nhấn F2 các bạn nha, F2. Đó, nhưng mà ta lưu rồi, nghĩa là đã chấp nhận lưu khoảng trắng này vô. Tiếp theo các bạn nhấn Ctrl F9, các bạn thử số là 123, kết quả sẽ là 321. Tiếp theo các bạn nhập thử 444, các bạn thấy kết quả sẽ là 444. Thì các bạn tưởng rằng là chương trình không đổi, nhưng thực chất là chương trình có tách các chữ số của N và ráp thành số M, nghĩa là nó có đổi thực chất, nhưng tuy nhiên là kết quả nó lại giống như cái số đề cho, nên mình tưởng rằng là chương trình không đổi, nhưng thực chất là chương trình có đổi. Tiếp theo, bây giờ Master Dương muốn yêu cầu các bạn là in ra cái đề, nghĩa là mình ghi là ví dụ như là số đảo ngược của 534 435 đi là 504, thì các bạn làm như nào? Các bạn làm như sau. Các bạn thêm là số đảo ngược
và ghi tên là của rồi nháy phẩy n phẩy nháy đó. Như vậy kết quả chúng ta sẽ là số đảo ngược của n là m bạn ha. Các bạn thấy nè, khi mà tân dương thêm vào chỗ này thì lập tức ở đáy cửa sổ hiện ra cái hoa thị, tức là chưa lưu. Chúng ta quyết định lưu những cái này vào bài chúng ta là những f2 các bạn ha. Khi f2 thì sẽ mất cái hoa thị, nghĩa là chúng ta lưu rồi các bạn ha. Rồi các bạn nhấn cột nhóm chính, các bạn nhập vô thử là 435, enter thì đề sẽ kết quả sẽ ra là số đảo ngược của 435 là 534, enter. Mình ghi là số 123, enter thì kết quả gì sẽ là số đảo ngược của 123 là 321 và 444, kết quả sẽ là 444 các bạn ha. Thì ở trên màn hình là toàn văn bài giải của bài số 4. Ở đây các bạn sẽ tách các cái chữ số bằng các phép toán deep mode. Ở đây các bạn ha, tách ra. Đó, tách ra deep mode. Và cái lời giải dưới là các bạn sẽ ráp thành cái số đảo ngược. Master Đăng Dương mời các bạn đến bài thực hành số 5 có nội dung viết chương trình nhập vào một số giây đồng hồ, sau đó xuất kết quả dưới dạng giờ, phút, giây sử dụng phép toán deep mode. Ví dụ nhập số giây là 3680 giây thì xuất ra là 1, 2.1, 2.20, nghĩa là giữa giờ, phút, giây là 2 chấm các bạn ha. Tương tự các bạn phải trả lời là bài này có bao nhiêu đại lượng, thì bài này chúng ta có 4 đại lượng các bạn ha. Đó là thứ nhất là số giây nhập vào, thứ hai là giờ, thứ ba là phút và thứ tư là giây, 4 đại lượng các bạn ha. Chúng ta có 4 biến như sau. Các bạn quan sát trên màn hình. Ở đây là chúng ta có program là bài 5. Các bạn có những biến như sau. Đó là thứ nhất là giây, tiếp theo giờ, phút và giây. Như vậy chúng ta có 4 đại lượng ứng với 4 biến các bạn ha. Rồi ở đây chúng ta là cái kiểu số nguyên thì các bạn khai báo là long. Tiếp theo chúng ta chuẩn bị thực hiện viết phần thân chương trình. Thì muốn viết chương trình các bạn phải trả lời là bài này có bao nhiêu lời giải. Thì bài này chúng ta chỉ có 3 lời giải thôi, đó là tìm ra là giờ, phút và giây. Và bài này chúng ta chỉ có một đáp số thôi, là cái dạng như trên màn hình các bạn ha. Rồi các bạn thực hiện ở trên Pascal như sau. Đầu tiên các bạn sẽ write là nhắc nhở nhập vào số giây đồng hồ, hai chấm nháy đẹp các bạn ha. Rồi sau đó bạn read line là biến giây. Tiếp theo để tìm ra giờ, các bạn thực hiện lời giải đầu tiên, đó là giờ thì bằng là cái giây ban đầu các bạn mới deep cho 3600, bởi vì các bạn học trong các bộ môn toán lý, toán và lý, các bạn thấy là quy định là 1 giờ thì có 60 phút, 1 phút 60 giây, như vậy là 1 giờ sẽ bằng 3600 giây. Vậy muốn đổi lại các bạn chia lấy giây chia cho 3600 thì ra được số giờ. Tương tự phút thì các bạn sẽ bằng gì, là lấy số giây ban đầu các bạn thấy mốt cho 3600, tức là lấy số giây ban đầu các bạn chia cho lấy phần dư không đổi được ra 3600 là mốt, các bạn tiếp tục deep cho 60, như vậy các bạn sẽ ra được là số phút. Và để ra được số giây đồng hồ các bạn sẽ đơn giản thôi, là chỉ cần là lấy cái giây ban đầu các bạn mốt cho 60, như vậy là chúng ta ra được là cái thời gian kết quả là giây. Và bài này chỉ có một đáp số thôi, các bạn sẽ write, các bạn ghi là ví dụ kết quả là đi, kết quả là đi, rồi dấu nháy phẩy giờ, muốn có hai chấm đằng sau giờ thì bạn dấu phẩy một cái, bạn dấu nháy hai chấm, nháy phẩy phút phẩy dấu nháy hai chấm nháy và giây. Như vậy các bạn sẽ ra được kết quả giống như trên yêu cầu của đề bài. Các bạn read like để dừng chương trình, các bạn lưu bài, các bạn ghi là bài 5, enter, chạy thử, các bạn nhấn cột nhóm chính, các bạn ghi là 3680 giây, kết quả sẽ là 1 giờ 1 phút 20 giây. Lần 2 nhập vô 200 giây, kết quả sẽ là 3 phút 20 giây. Lần tiếp theo các bạn nhập vô là khoảng 30 giây thôi thì kết quả là 0 giờ 0 phút và 30 giây. Và nhấn thử, các bạn nhập thử 0 giây, kết quả là 000. Như vậy là trên màn hình là toàn văn bài giải của bài số 5. Video số 1 đến đây là hết rồi. Hy vọng các bạn đã tiếp thu được một số kiến thức về Pascal. Các bạn hãy nhớ nhấn nút like, share, và bạn nào chưa đăng ký hoặc chưa subscribe thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe và cái chuông ở dưới video để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Master Đăng Dương Channel.
Xin hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo của Mắt Ta Lân Dương Channel. Xin cảm ơn.